dân Việt Nam nghĩ gì mấy gì nói. Tăng ni cũng vậy, tăng ni tăng chánh nha, chứ không phải tăng ni mà kiểu tiền kiểu bạc. Rồi ở trong người máy mấy ông rất là thương tôi nhiều lắm. Thì vì là tôi là thật, người thật, việc thật. Tại sao? Là vì nó không phải một cái kênh Ngô Tấn Kiệt official này á, giống như người ta nói cho đã rồi cái xóa bỏ làm kênh khác, không có. Tôi có nguyên cái mặt nằm đây nè, nguyên cái núi 500 mẫu nè. Tôi có cái hãng kênh tí, bấm Google đi, muốn vô gõ cửa, muốn hỏi gì tôi trả lời. Tôi không ơi, nó nằm y chang vậy đó. Nó khác hơn là những cái YouTuber kia. Còn cái này không phải YouTuber nha, cái đài này gọi là đài của thiên đình. Thế giới hôm nay mấy trăm quốc gia, người Việt được chọn, và núi Thiên Long Sơn được chọn là một cái nơi duy nhất của quả địa cầu này được biết thiên cơ và được lộ thiên cơ cho nhân loại để mà thoát qua được cái cảnh sàng lọc. Cha rất là từ bi, hội đồng chư Phật rất là bác ái. Họ không có muốn nhân loại chết nhiều, mục đích là làm sao, mục đích trên là gì, miễn làm sao cho một cái thế giới mới sống thánh phàm đồng cư địa. Cái này sau này mình sống như người thánh vậy, không có ganh giới, cũng chẳng có hận thù hơn thua, cũng chẳng có tiền có bạc. Nhân loại sau này thông minh mà khôn lắm, nhưng mà muốn được như vậy cũng không có sự đổ nát của những cái tòa nhà building mà mình đã gầy công xây dựng bao nhiêu năm nay, những thành phố. Và cái quan trọng nhất, nhân loại giàu cho có sai cỡ nào, Thượng Đế và chư Phật cũng dẫn cho con đường quay đầu lại. Có nghĩa là không có chết nhiều, giống như là kinh giảng đã nói 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 ra thái bình. Cũng không có giống như vào Venga nói là Âu Châu sẽ không có bóng người. Kiệt này điều khấn mấy cái đó qua hết rồi. Và đồng thời Kiệt cũng không có thích những cái quốc gia nào mạnh hay lớn, mạnh hay quốc gia nhỏ. Cho nên ngày mà Nga mà tấn công Ukraine, chuyện này cũng khắc, hôm nay nó sẽ thua, nước Nga sẽ tiêu tàn á. Cho nên nói Trung Cộng sẽ 9-5-7 chắc chắn luôn. Ngài Đạt Lai Đạt Ma sẽ về lấy lợi quốc gia của ổng cùng với Thiên Tấn Kiệt này để mà gầy dựng lại nước Việt cường quốc. Hai người có nguyện lực từ trên trời xuống để mà giải phóng quốc gia của mình, để làm cho quốc gia của mình cường thịnh, đưa dân tộc của mình lên thành một sánh vai cùng năm châu. Và đồng thời cái đạo thiên tâm sau này thế giới sẽ kính nể. Thì kính nể ai? Kính nể trăm họ người Việt. Sau này người Mỹ sẽ biết đạo thiên tâm hết, thì họ sẽ thương ai? Họ sẽ support ai? Thì anh ở xa xôi, anh nghiên cứu về Thiên Tấn Kiệt này, anh có gì muốn hỏi anh cứ tự nhiên hỏi, mặt gặp mặt rồi nè. Sẵn đây anh nói thì tôi cũng có muốn có hỏi anh, là như anh nói là cái bên Thiên Tâm thì anh sáng lập ra thì có những một số tín đồ theo anh như vậy, thì anh sẽ đưa về trên, rồi những cái tôn giáo khác mà nếu mà người ta thành tâm tu nha, rồi cũng có cơ hội về được hay không, hay là phải đi qua bên cái nhánh của anh mới đi về trên được. Thứ nhất, đạo Thiên Tâm không phải tôi thành lập. Đạo Thiên Tâm đã có từ ở tầng trời đâu xuất thiền của Phật Di Lạc đã mấy nghìn năm rồi. Tiên chúng ở trển cũng y như dân chúng ở quả địa cầu chúng ta, họ cũng đang theo đạo Thiên Tâm. Đó là lý do tại sao ai đeo dấu Thiên Tâm thời nay rất là màu nhiệm. Tại vì 36 tầng trời hội đồng chư Phật Thiên Long Bát Bộ đều biết cái đạo này và theo đạo này. Đó là đạo của Thượng Đế. Tất cả đạo trên thế gian này, anh nên nhớ một quy tắc duy nhất, chỉ có con của Thượng Đế mới lập được. Từ đạo Ấn cho tới đạo Hindu, đạo Shiva, whatever, tới Mohammed và tới Chúa Thu cũng là con của Thượng Đế. Hôm nay tôi thừa nhận là tôi cũng là một trong 12 người con của Thượng Đế. Ngày xưa tôi chấp nhận mà đóng một cái màn hình gắn gọn phải không, ba cái đinh. Hôm nay tôi không chấp nhận chuyện đó, vì hơn nữa rồi đây nắm giữ giang san, lo cho quốc thái dân an lâu dài. Đó là bài kính thiền, đó là một bài kinh rất là quan trọng cho cái nhà quả địa cầu chúng ta hôm nay. Thì anh nghiên cứu bài kính thiền số 1, thì phân nửa còn lại tôi chưa có làm xong.
Tôi không có chịu 3 năm rồi tôi đi. Tôi còn 30 mấy năm nữa. Tôi 88 tuổi tôi mới đi. Cho nên ai mà ghét tôi á, gán ghét thêm 3 mấy năm nữa. Ê, trả lời câu anh nói. Thứ nhất, tất cả đạo trên thế gian đều là giống nhau hết. Chẳng có đạo nào tốt hơn đạo nào. Anh nghĩ đạo Công giáo tốt hơn đạo Phật không? Cũng chưa chắc. Anh nghĩ đạo Phật tốt hơn đạo Công giáo không? Chưa chắc. Đạo Phật mấy nghìn năm nay họ cũng vẫn còn chống đối nhau. Nam Tông, Bắc Tông, ăn chay, ăn mặn, phe này, phe kia. Còn Công giáo cũng vậy. Hết hội này tới Tin Lành kia. Chẳng có đạo nào là siêu hết. Anh thích ứng với đạo nào thôi. Và cái nào mà anh có duyên ở tiền kiếp. Đạo Thiên Tâm. Thiên là trời, là thượng đế. Tâm là cái dạng vật do tâm chuyển. Mình thành Phật không là do cái tâm, chứ không phải do cái óc mình nha anh. Do cái tâm. Tâm nó xoay chuyển. Thì tâm, thiên là trời, tâm là Phật. Thì thờ cha độc nhất thần. Trong tương lai không có một đệ tử hội thiên nào được thờ hình tượng của Thiên Tấn Kiệt. Chỉ mấy con mà có thương cho phụ để cái hình ở trong treo tường mà trong ngang thôi nghe. Không có có bàn cây hương nghe. Thờ cha với mẹ thôi. Sư phụ ơi, hôm nay nhớ sư phụ quá, xuống cả con bản. Thì sư phụ về cả rồi. Nhưng mà không được thờ, không được đốt nhang. Thì chỉ có thờ một mình Thượng Đế. Rồi đạo Phật họ tu, họ cứ bị mấy ông thầy dụ là giảng sanh. Thật sự không có chuyện giảng sanh đơn giản như vậy. Ở trên trời tất cả đều là thiên hết. Tiên nó khác hơn thiên. Tiên nó cao hơn là những cõi tiên. Cõi tiên là thấp hơn. Tại cái danh từ thế gian của mình, sau này từ bên Tàu qua tiếng Việt người Pháp cho, cho nên danh từ nó không có đúng. Thì hôm nay mình có nhiệm mình xài tạm vậy. Nhưng mà trên kia Thượng Đế là cai quản tam thiên đệ thiên thế giới. Mấy nghìn chúng sanh khác, hình thù khác, tiếng nói khác, ở những cái tầng trời khác là do cha cai quản. Riêng cái trái đất nhỏ bé này là do Phật mẫu mẹ với sáu mẹ ngũ hành cai quản. Rồi thì mỗi quốc gia có mỗi một mẹ. Như quốc gia Việt Nam có mẫu Liêu Hạnh, rồi ở Pháp cũng có mẫu Pháp. Nhưng mà mẹ châu Mỹ, mẹ châu Âu, mẹ châu Á, mẹ châu Thái Bình Dương, mẹ châu Phi. Thì mỗi một mẹ đó đều cai quản biết bao nhiêu quốc gia. Nhưng mà những mẹ đó cũng thì cũng đã từng tiếp xúc. Bên kia họ là một thôi. Trên trời cũng là một. Cho nên anh tu đạo nào anh cũng về trời hết. Nếu mà anh tu đúng thì... Ở trên trời nó cũng có đạo tà nữa. Xuống đây họ cũng có quyền lập. Tất cả những người nào giỏi thì có thể làm một cái thế giới riêng. Cũng giống Đức Phật A Di Đà, họ ngài có quyền lực. Thì ai mà về cõi ta thì ta độ. Kiệt này ở trên trời cũng có một thế giới riêng. Cũng giống như một dương gia dưới trai vậy đó. Nhưng mà cũng giống như Kiệt làm mayor ở thành phố này. Cha thì làm tổng thống coi hết. Có thể con Trump làm mayor hay là thống đốc một tiểu bang. Thì Kiệt cũng có một thế giới. Cho nên nhiều tiên chúng mà ở tầng trời á, mỗi lần mà Kiệt có chuyện dưới đây á, là họ cũng xuống, họ giúp Kiệt. Tại vì trên kia Kiệt là cũng là giống như người họ thương vậy đó. Ở thế gian này, Kiệt lập Thiên Long Sơn, lập đạo cũng là tạo ra một cái thế giới riêng. Những đứa có họ thiên hôm nay, mà họ thiên về Thiên Long Sơn thì đi về trần chúng ta đều gặp nhau hết á. Rồi ở trên trời những cái vị tiên trưởng họ có thần thông giỏi, họ có thể lập một cái cõi riêng của họ. Rồi họ đi xuống thế gian này, họ đặt ra cõi A Di Đà thật là có thật. Ai tu giỏi về cõi của ta. Bữa nay vì có mấy đứa đệ tử thì hứa là để mà coi dùm á, thì cái đệ tử Trang rồi đặng á, thì nói đây luôn được không con? Cho nói không?
qua đây ngồi. Trang này là một ông tiên, không phải một nữ, miễn sao giờ mang thân nữ nè, cũng ở trên cõi trời mà đã là tu ba kiếp, cũng ở cõi trời đúng, cho nên giờ cũng cũng đọc kinh vậy. Rồi có một mấy đệ tử ở Houston bữa, thì trong đó một số đến ngày đến giờ khi mà mình hiểu về cha mẹ, hiểu cái đường đi đúng đường rồi đó, thì tự nhiên mấy chuyện gia đình nó lại lục đục xảy ra. Đó là hiện tượng rất là thông thường. Nhiều lúc thấy thằng chồng thấy bắt chán, có nhiều lúc thằng chồng lại cũng là đệ tử nhưng mà không biết họ thêm có gì, thì là không phải là do cái bụng, không phải là do núi Thiên Sơn, không phải là do thiên tâm, mà là do cái a lại gia thức của mình. Đến lúc mà mình bị thức tỉnh trên cái não của mình á, thì mình thấy cái điều đó là không đúng nữa. Thì bữa nay sư phụ soi có một số đứa thì mới biết được, à thì ra nhà ngươi là đàn ông, đến khi nhà ngươi khai trí ra rồi, cái nhà ngươi tu giỏi quá rồi đó, cái nhà ngươi chán đàn ông, tại đàn ông đàn ông, nhưng mà mang thân nữ, đẻ là ba con cứ đẻ thôi, ở này dễ ợ, bây giờ cái tinh trùng nhân tạo cũng đẻ được mà, huống hồ chi sống vợ chồng. Nhưng đến một lúc á, những đứa nó không phải là phụ nữ thì tự nhiên nó lúc nó chán chồng á, thì biết có mấy đứa, thì mình mới biết được. Cái mình hỏi mấy vị, ủa sao kỳ vậy, thì bề trên mới giải thích, tại kỳ cũng như nhà bạc học dữ không, ngồi suy nghĩ. Cái gì nói chỉ có thế gian này cái trình độ quá thấp cho nên họ không hiểu. Ở những tầng trời mà dục giới nó có 5 loại gọi là giới tính, nam với nữ là bình thường á, nữ với nữ trên trời cũng có nữa, nam với nam cũng có, rồi nam âm nhiều gì cộng với nam dương cũng nhiều nữa. Và đồng thời nó có một giới tính nữ có thể tự sanh cũng được, ở trên trời sanh được nha, sanh gọi là quá sanh, sanh bằng nát chén cũng như mình, như chúng ta cũng yêu đương mà. Và đồng thời đàn ông cũng sanh được, đàn bà cũng sanh được. Cái bữa nay là mới thấy là lạ, cái gì nó cả loài cây cỏ cũng vậy, nó cũng có năm giới tính, tất cả loài thuốc cũng vậy, từ con này con kia nó cũng có con này con được thích con được, con cái thích con cái, con để ý mấy con chó này, con mèo gì đó. Thì mấy gì mới giải thích mình nó quản hồn, vì nhân loại chúng ta trí tuệ quá thấp cho nên thôi chưa có chấp nhận những cái đó. Khi những cái gì mà mình lạ mà mình học không tới thì mình cho cái đó là dị thường, nhưng mà nói ở bên tầng trời mấy gì nói là rất là bình thường. Thì mình nói ra cái này mình không phải là bên mấy thằng Rainbow nha, mấy thằng nhưng mà ở trên giải thích ra rồi, giải thích trên mạng gì đó. Cho nên từ nay các con phải hiểu là cái giới tính là những chữ thiên chẩn cũng vậy. Thì chưa biết con là đàn ông đã tu mấy kiếp rồi, sư cô, ni cô, hòa thượng rồi, người dám tu cái chứ. Nói là biết mấy đứa mà bên kia nó nghe được, chắc nó cũng tự nó hiểu, sư phụ nói ai nữa. Hòa thượng âm thầm có nhiều đệ tử, nó giữ bí mật lắm. Trừ khi nó cho sư phụ bật mí thì sư phụ bật mí. Thì nói đệ tử này cũng vậy nè, cười, ngồi cười. Ở thiên tâm nó có từ ở tầng trời đâu xuất thiên. Dấu hiệu này là dấu hiệu của Phật Di Lạc. Trong sau khi chiến tranh xảy ra từ Trung Đông, nó lan ra toàn thế giới, và nó lan qua Á Châu, Biển Đông. Thì cái clip số 2 nãy có nói, thì lúc đó cái thế giới này nó gọi là không còn control nữa được, khổ quá rồi, trời ơi cứu tôi, Phật ơi cứu tôi. Thì lúc đó Phật Di Lạc sẽ xuất hiện, ngài sẽ dùng cái dấu hiệu thiên tâm để mà đánh động tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới. Hôm nay sư phụ ra cái dấu hiệu thiên tâm trước để cho nó có cái con đường. Chúng ta sư phụ nè cũng giống như ông Trung ở ngoài đó vậy đó, giống như ông Chính vậy đó,
thì mình phải cắt cỏ, mình mới có đường đi lên trên đỉnh núi mà, hiểu không? Thì chúng ta là những người cắt cỏ dọn đường cho tương lai của một cái thế giới thanh bình. Những đứa họ Thiên hôm nay theo gần như Hộ là đều có đại công đức độ chúng sanh thời mạt pháp. Nếu chiến tranh thứ ba không xảy ra, Phật Di Lặc không xảy ra, Đức Thầy không xuất hiện, sư phụ mà cứ lên kênh này nói hoài, con nghĩ đến ngày thù đi cái đạo Thiên Tâm nó có thống nhất thế giới nổi không? Khó lắm, lâu. Nhân loại cũng sẽ còn đạo Thiên Tâm nhưng mà nó lâu lắm. Tại một cái đạo khi ra đời rồi là mỗi ngày nó thêm, tại vì một người trong gia đình thì cả gia đình rồi cả dòng họ, nhưng mà nó lâu. Mà cái này mình làm lẹ lắm. Một đời này các con sẽ thấy thời vàng kim. Những người nào 60-70 tuổi cũng sẽ chứng kiến cái thời này. Huống hồ chi bây giờ á, mấy ông nghĩ á, nó theo đạo Phật nó ngồi thiền cũng nhiều. À thì ra nó biết là cái ông mà ngày nào nó cũng khấn mà đã xuất hiện rồi thì kinh điển đúng rồi. Notre Dame nói đúng, Venga nói đúng, Jean Dixon nói đúng. Thì giờ nó theo lẹ lắm. Thì vừa đạo Công giáo họ qua đạo Thiên Tâm rất là dễ. Họ không có mất đi cái tín ngưỡng của họ, đó là vẫn là Thượng Đế là tối cao. Nhưng họ bắt đầu họ tin có nhân quả, thì họ học theo cái lối của Phật, tức là triết lý của Phật. Họ đâu có mất. Còn bên Hồi giáo họ cũng chẳng mất luôn. Allah, Allah, Allah là ai? Dịch cho tiếng Việt Nam là Thượng Đế. Thánh Allah. Họ kêu là Allah là cha đó. Thì họ rất là hung dữ. Không có tin nhân quả. Tại vì đạo Công giáo, đạo Hồi với đạo Do Thái giáo đều là một nguồn gốc, đều là cùng chung một nguồn gốc mà ra. Thì khi mà họ biết được có nhân quả, và hôm nay người mà sáng lập đạo của họ đã tái sanh. Khi mà họ biết chữ tái sanh thôi mà họ tin rồi, thì là họ biết có nhân quả rồi, chết đâu có hết. Nhưng mà đích thân người đó phải tái sanh thì họ mới tin. Cái ngày xưa giờ cái thụ chưa xuất hiện, ngày bao nhiêu thầy Tây Tạng đi khắp thế giới có nói kiểu nào nữa, họ biết là đúng á, nhưng mà họ vẫn giữ cái đạo của họ, họ không có ngã nó theo. Rồi từ từ đi qua một thế hệ, hai thế hệ, đến một ngày Phật Di Lặc có thể thứ 7, thứ 8. Đại chúng hộ là số 2 nghe. Số 1 thứ thiệt thì chưa xuất hiện. Cũng giống như mỗi một ca sĩ giỏi với ca thì lúc nào cũng đi sau cùng á, thì thua đi trước. Nhưng mà số 1 sẽ xuất hiện trong một ngày gần, hồi hôm qua là hồi hôm qua. Số 2 thì đang ngồi đây chót chót. Số 3 chưa xuất hiện. Có thể số 3 đó, số 3 sẽ tuyên bố tất cả các đạo đều hành đạo Thiên Tâm hết. Thì lúc đó cùng một cuốn kinh Thiên Tâm hết. Còn hôm nay ai mà đụng tới cuốn kinh Koran thôi là quốc gia nó nẻ bom qua liền. Nguy hiểm lắm. Mình không có đụng chạm lúc này. Cái gì nó cũng có thời cơ, có thời gian của nó. Ông tiên tu, Cục tiên. Hôm nay cũng tu nó hợp nhau hả chị? Tôi cũng đã tu rồi, hai người này hợp. Cái anh bên Úc qua, anh có gì tâm sự anh cứ nói cho em uống nước một chút. Em không dám. Thì nói đi, bật âm lên nói. Hết pin. Đâu hết pin đâu, bấm vô ấy. Thì bữa nay gặp anh thì tôi cũng có một cái trong lòng muốn thắc mắc, muốn hỏi. Thật sự thì tôi cũng có bén duyên trong cái thế giới tâm linh cũng một thời gian. Thì mình cũng tự tu tự tiến rồi tự thiền ở nhà cũng thời gian dài rồi, mà cũng
cũng không có đi chùa mà cũng không có đi nhà thờ, thì cái tiện thì ghé chùa với nhà thờ thì mình cũng thắp nén nhang, mình kính lạy những vị Phật, vị Chúa vậy thôi. Nhưng còn về nhà thì mình cũng tự lo mình tập thành thiền thôi. Nhưng mà cái thiền của tôi thì mục đích là để cho cái tâm mình an thôi, chứ cũng chưa có biết gì hết. Thì tập thời gian thì mình cũng hiểu chút xíu về tâm linh, thì ví dụ xưa mà nghe cũng băng bên nói thì tôi cũng không có hiểu được một vài vấn đề tâm linh về bên trên. Nhưng mà cái mà muốn hỏi là tại vì giống như cái bên anh mới giảng ra thì bên Thiên Tâm là chỉ mới ra gần đây thôi, còn tôi thì tôi tập một thời gian rồi, thì không biết là mình có đi về chung cái nhóm của anh hay không, hay là mình về bên một cái nhánh riêng nào đó theo cái tâm linh của mình. Thì sẵn đây xin anh sẽ giải thích thêm. Anh đang tập cái gì? Thì ngoài thì ngồi thiền anh ta theo kiểu của ai? Thì của ông Vô Vi ấy, của thầy gấu lại ông Lương Sĩ Hằng. Lương Sĩ Hằng á thì ông Lương Hằng xuống cứu anh. Vậy là nếu mình đi đó thì về bên ông Lương Sĩ Hằng ông cứu. Thật sự tất cả này nói nhiều lần rồi, nói lại cho anh hiểu, cho anh coi không hết kỹ hết. Tất cả những cái người mà hôm nay á, mà làm hư đạo đi nữa cũng là nhiệm vụ của họ. Ví dụ giống như mấy ông thầy đây mình thấy, tại vì nghiệp của chúng sanh nó cần ma tầm ma, quỷ tầm quỷ, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Không có những cái gì ông thầy mà quậy thì những cái Phật tử này quậy, họ đâu có tới tôi. Ở đây thiếu gì thầy quậy. Mỗi thầy quậy mỗi lần mà tổ chức khóa tu là 500-700 thu vô mấy triệu bạn. Còn chuyện này nói chuyện chỉ cần tô cơm nước tương nãy trên nước thôi. Mà ở đây rất là nhiều, mà cái thời đại này rất là nhiều. Mà vậy mà những cái người đó khi mà bị đi sai đường rồi đó, lúc đó mới trở lại kiếm tôi rất là nhiều. Đây mấy con thấy đúng không? Theo ông này, ông kia học thiền kiểu này, kiểu kia. Rồi nói là tử mình nè, thầy rú gì á, đủ hậu chính, ô đủ kiểu hết. Nhưng mà những người này đầu tiên làm gì mà chịu nghe tôi nói, cho nên phải bầm dập. Đó là do một bài học, do cái nghiệp. Cũng giống những Phật tử mà nói cà gù cà gật, thật sự họ cà gù cà gật. Nhưng mà khi mà họ tình cờ có người bạn nào mà hiểu về kiệt á, thì bạn của họ từ từ cũng nói cho họ biết, thì lúc đó họ cũng trở về chánh đạt. Tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Đó là lời của Phật nói, bài Kính Thiên số 2. Phật mẫu nói cái đó. Phật mẫu là mẹ của tất cả các Phật, mẹ Phật Di Lặc, mẹ của Phật Thích Ca, mẹ của tất cả các cái gì. Phật Bà Mới Âm là chiếc thân của mẹ, mẹ Ra cũng là chiếc thân của mẹ. Mà mẹ nói vậy, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm. Chứ mẹ đâu có nói tà giáo xuất hiện nhăn răng le lưỡi để mà hù cho mình biết nó lại. Nó phải dạy đủ kiểu gì nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi là chúng sanh có nghiệp của chúng sanh, rồi những vị thầy đó sẽ có lãnh nghiệp của họ. Nhưng những chúng sanh đó qua học những bài học đích đáng á, thì lúc đó mới tìm tới kiệt. Còn kiệt này đâu phải dễ có thể nói chuyện ai cũng nghe được đâu, rất là khó nghe. Để nhìn cái mặt ta thấy mắc ghét rồi sao nghe được. Mặc cái áo kiểu này họ bị chát. Họ chỉ thích nghe đại chúng. Đại chúng bữa nay dùng ẩm thực chưa? Đại chúng đại khái nói chuyện danh từ của Phật nó cũng một cái lối nói chuyện thôi. Cũng như luật sư đó, nó gọi là che chữ đó. Chuyện này nói chuyện cái đó dư sức. Nhưng mà mình đang lỡ đi tông này, lỡ đi đang đi cái tông chính trị rồi, thì mình cứ giữ cái tông này luôn đi. Đổi tông này cũng được á, nhưng mà trời cho bụng thời gian dù đổi tông dài dài đổi tông xuống á. Miễn sao mục đích mình đi đến để mà làm cho nhiều người có lợi lạc mới là quan trọng, chứ không phải mà để kéo
cho phe cho nhớ. Còn anh đi theo ông Tám thì cũng được á, nhưng mà hôm nay ổng cũng là một vị trển để mày cắt cỏ, tôi cắt khúc này dọn đường, còn ổng cắt hồi mấy chục năm trước đúng không, thì cũng tương tự cũng giống nhau. Để mà nói lên cái thời tận thế này, hãy bất cứ ai mà nói lên cái thời Hội Long Hoa tận thế thượng đế đại khái vậy thì là cũng là chánh đạt. Anh cứ giữ đó đi. Cảm ơn anh. Đừng đổi nha, anh đổi ông Tám giận anh á. Không, tại vì thực sự thì nói chung là nói là ổng, nhưng mà tại thực sự là mình chỉ đọc cuốn sách rồi mình tự làm là mấy chục năm nay cứ vậy, mình cứ làm ở nhà thôi. Nhưng mà anh có thấy anh hiền ra không à, quan trọng thì cái đó là phải có đại... đạo là gì, đạo cho là chúng ta học hiền thôi. Không cần biết anh học kiểu nào, miễn anh hiền là ok à, chứ còn Thiên Tâm là một cái thân cây, ông Tám là một cái nhánh cây nhỏ, đạo Phật là một cái nhánh cây đó, Công giáo là nhánh cây hơi đó, Hồi giáo là nhánh cây này, phải không? Rồi bà Thượng Sư là cái cành cái nhí này, phải không? Rồi ông Roma, đúng không? Rồi ông Lý Hồng Chí, trên thế giới này đều miễn sao học hiền là ok. Còn cái thân cây vẫn là thượng đế. Mỗi một ngày thân cây cao lên thì đến lúc phải tỉa những cái nhánh, thì cây nó mới cao, giống như anh trồng cây anh biết. Bây giờ nếu không á, trong tương lai Đức Phật Di Lặc xuất hiện, bây giờ ai có tiền, ai có miệng rộng lên là truyền thông tốn tiền làm mấy video mấy clip để mà kéo người cả trăm triệu đi, mình không nói tên tuổi ai trên này hết, nhưng mà được gì, được cái hư danh, được cái nghiệp á, bị nghiệp á, hồn ai nó giữ đi. Đến khi mà Phật Di Lặc xuất hiện rồi á, tự động thế giới này sẽ quản hồn. Phật Di Lặc xuất hiện không có phải là một chuyện bình thường, mà nó là một chuyện kinh thiên đại diệt, cả thế giới chấn động. Cho nên bây giờ ai có giả kiểu nào nữa, đến lúc đó là trốn không kịp á. Cái xấu hổ nhất là không dám gặp đệ tử mình xung quanh á, xưng cho đã. Chuyện này không có xưng, cái nào thật thì nói thật. Kiệt là trong 12 người con của cha là thật, Kiệt là Di Lặc truyền thừa là thật. Tại cái chữ Di Lặc nó là danh từ thôi, an cư lạc nghiệp. Nhưng mà số 2, cái gặp thứ thiệt là bữa hổm mấy vị kêu mấy con làm cái certificate là số 1 hoặc là không có số đi. Tại sao lúc đó ở trên là số 2, con ra trước con số 2. Cho nên cái nào kiệt thật là kiệt thật. Sau này những đệ tử Hội Thiên á, là đối chiếu là những cái video này, lúc đó còn thương thủ còn dữ nữa. Thủ không có ham danh mà dám xưng số 1, nó có số nghe. Bây giờ con mở tiệm phở, phở số 1 nó bán rồi, cái kế bên có một thằng nó cũng mở tiệm phở, phở số 2. Cái tâm lý của mình đi vô phát từ lớp mình nhìn hai tiệm mà phở số 1, phở số 2, con ăn tiệm nào vậy? Số 1 đúng không? Cái gì số 1 nó cũng là số dách mà. Người ta nói dách lầu chứ đâu nói nhị lầu đâu. Cái hộ là con của cha, nhưng mà được cha chọn để mà cùng với Đức Thầy lập cái Hội Long Hoa, lập cái bản không thành lợi cho quả địa cầu này. Đó cũng là một điều có mấy lần chờ cơ vận tới hoài, thấy cũng buồn. Thì mấy vị nói không có nên buồn, mà phải nên vui, hãnh diện vì được cha thương, cha chọn để làm nhiệm vụ của cái thời mạt pháp này. Thì những đứa con Hội Thiên, mấy đứa con xung quanh đây nè, cũng phải hãnh diện chung với sư phụ, vì mấy con biết được cái con đường tốt, sáng, và hơn ở ngoài kia cái dạng dạng người họ không biết. Hiểu không? Cái còn mà bây giờ á, có cả trăm triệu đệ tử, có những người có cả 10 triệu đệ tử, nhưng mà sợ quá. Tại họ cuồng tín chạy theo, họ tin sư phụ họ là Di Lặc rồi thế này nọ. Nhưng mà đến một ngày á, mà không đúng, có nghĩ 100 triệu đó coi như thế nào. Sư cũng chừa cái mặt mũi để cho mấy con sau này hãnh diện với hậu thế chứ.
À, mấy những người sinh ra đã đi mốc đại tử bị mất mặt. Có một điều họ sinh kiểu nào không biết, họ sẽ không có để lại những cái cơ sở nhiều, tài sản nhiều như kiểu Thiên Tấn Kiệt này để lại cho mấy họ Thiên mấy con cai quản cái núi này. Sau này dãy núi này thành tiền vàng đó con, giống như Dương Kỳ Đà cấp cô độc, tại nó gần thành phố. Khi hội về trời rồi á là hậu thế mấy con còn nữa là ăn nó mới có 30 chứ nhiều, nó còn tới 50-70 nữa. Nhiều đứa còn trẻ này thiếu gì thì nó phát triển cái này lên. Còn mấy ông kia chỉ có miệng không à, với mấy cái kênh trên truyền hình thôi à, đâu có cơ sở gì đâu để cho tao tới nói chính để gặp mặt. Còn này anh Út anh qua cái là anh biết thứ bảy là tôi ngồi gốc cây này hay là ở chỗ này chỗ kia tìm được hết á, ngồi nói chính mà gặp mặt rồi nhìn nữa không khác hơn trong hình nữa. Anh cứ giữ ông Tám nghe, đừng bỏ ông Tám. Ở bên Cao Đài cũng vậy, ông Phạm Công Tắc lập ra đạo Cao Đài á, nhưng mà lúc khi ông lập ra cái đó thì cũng là mấy vị, ông cũng là một vị hộ pháp của Thiên Định á, xuống lập cái đạo. Nhưng mà ông nói đến thời mạt pháp, đạo Cao Đài đúng 100 năm sẽ có một cái đạo khác lớn hơn, cũng giống như mình đi vượt biên vậy đó. Hồi xưa một chiếc vỏ giọt đưa khách ra thuyền lớn đậu ở ngoài biển á, rồi đi vượt biên. Thì bữa nay thuyền lớn xuất hiện rồi đó, thuyền Mắt Nhã này không có đáy chở khủng khiếp. Thiên Tam Đạo sẽ thống nhất thế giới. Có gì cứ chia sẻ tiếp cho anh Diễn Đạo ông Tám. Cảm ơn anh, tại vì anh cũng giải thích được, anh cũng hiểu được một phần nào. Tức là anh sợ bỏ ông Tám ký đầu anh hả? Không phải bỏ, mà tại vì tôi thấy là tôi cũng tập, nhưng mà mình nói là cái người leader của mình là như vậy thôi. Nhưng mà thực sự là mình từ nào giờ mình giống như là mình cô độc tự tu tự tiến ở nhà thôi, là cũng ít có giao thiệp, cũng ít có hội đoàn nào hết. Thành ra mình chỉ biết mình làm để cho cái thần thái, cái đầu mình nó nhẹ nhàng, nó tư thới, mình thấy nó nhẹ nhàng mình cứ tiếp tục mình tập vậy thôi. Thì tập cũng đại khái là cũng tập được một thời gian. Từ khi tôi qua nước ngoài thì tôi đã bén duyên để tôi tập tới bây giờ, thì cứ như con đường đó cứ đi như vậy. Thành ra mình thấy là không biết là thì mình cứ đi thấy người mình đó là cái nguồn tâm linh mà mình giữ được cái lòng mình thanh thản, thì mình cứ tiếp tục đi thôi. Chỉ có ông Tám với ông trời này khác nhau một chỗ, thì ông Tám chỉ có mình ông Tám độ anh, còn Thiên Tâm có Thiên Long Bát Bộ 36 tầng trời, mấy tỷ vị Phật, mấy tỷ vị Bồ Tát, mấy tỷ vị thánh thần, cả hồn thiên sông núi, nó khác nhau như tự anh chọn. Cho nên có nhiều người đeo dối Thiên Tâm á, từ ung thư này ung thư nọ cũng hết. Đợi Thiên Tâm này ra rất là tự nhiên, không bao giờ nói quá đáng hay quảng cáo hay là kêu gọi, mọi thứ mọi người đều tự nhiên hết. Tôi kiếm mấy cái bài mà của Đức Thầy ông nói về đạo Thiên Tâm. Mình cứ nói tiếp đi, nó mất thì giờ trên online này nửa phút mình phải nói mấy second phải nói, anh cứ nói tôi nghe được à. Dạ rồi, hết rồi, đủ rồi.
Có ai có gì hỏi thì cứ hỏi. Gom gom lại đây nè, ngồi chi xa quá. Ai muốn hỏi gì cứ hỏi. Thưa sư phụ, cho con hỏi. Dạ, theo đạo Công giáo, con thấy các đạo hữu phạm tội xong rồi vô nhà thờ xưng tội với cha, sau đó cha tha tội, cha đọc khi đọc một số kinh, sau đó về nhà cứ tái đi tái diễn như vậy, thì con nghĩ là con không hiểu là Chúa có từ bi tha thứ như vậy không sư phụ? À, chắc luôn. Bà cũ của sư phụ mới về sanh đứa con gái đầu tiên 9 tháng là bà có bầu rồi, bà bỏ sư phụ. Sư phụ mới làm cái hãng kênh thi năm 9 mà. Cái cuối năm đó các bà đi vô nhà thờ, bà cũng làm vậy á. Có cái màn che mấy con trả đây nè, con trả thứ rồi đây nè, xóa tội cho con. Thì sư phụ xóa tội cho bà. Ngay lúc đó bà quay về cái thẻ thêm thứ nhì, bà đi tiếp. Là có thằng nhỏ ghế giữa đó, cái Kim My, cái đi tiếp cái xin tội tiếp, cái về sư phụ tha tiếp, cái về lần thứ ba để thằng boy nhắc bây giờ học với nghe gặp PST không, cái dược sĩ á, cái sư phụ tha tiếp nhưng mà nhất ba tam thôi con, hả? Lần thứ tư không có được, rồi từ đó sư phụ cấp sư mẫu. Năm 2008 là 9 rồi ly dị á, mình 3 lần thôi đủ nè, Chúa tha mà 3 lần. Dạ như vậy là Chúa tha cho 3 lần thôi, lần thứ tư là bị ẹt đúng không sư phụ? Không có ẹt, bây giờ ở cuộc sống nhân ra. Giờ lâu lâu mỗi lần bích, bây giờ Tết thì phụ cũng mua bóp, xỉn rồi tặng bả. Thì sư phụ cũng là Chúa tái thế cái gì thì... mà mình biết mà con hỏi thì trả lời vậy đó. Dạ. Chúa tha thiệt mà. Nếu mà như vậy thì người ta sẽ ỷ lại sao phụ sư phụ? Thật sự khi mình xuống trần á, mình dễ làm sai lắm. Đó là lý do tại sao thù không có kẻ thù. Đó là tại sao thù hứa là 4 triệu đảng viên sẽ không có một người nào bị đổ máu hay vô tù trong tương lai. Là vì sư phụ coi cái nhân loại này, cái trái đất này, uống hồ nước Việt Nam là mấy ông nó sản nghiệp là vô thường. Sư phụ ngồi đây ở trên trời á, mấy vị nói không bằng một sát cành nữa, thì con nghĩ là bây giờ năm mấy tuổi rồi, cái thế gian này đâu có gì gọi là quan trọng đâu. Có quan trọng hay không là do mình khởi tâm mình làm gì để mình học hỏi mình về trời, để mình trân quý những cái gì mình đạt được ở thế gian này mình làm được. Tại trên trời không có cái chuyện mà con ngộ mà nắng bữa nay 80 độ hay không. Chỗ chở nó là không cần máy lạnh mà lúc nào nó cũng thoải mái, nó mát. Ở chở nó lúc nào con cũng mặc đồ áo kim cương rồi giống như trong triều đình vậy đó, mà không có bị nóng, không có bị rùm rà bực bội, nó không có nặng bay là đâu. Cho nên cuộc sống nó sướng vậy đó. Thì làm sao mà con biết
sợ biết tu. Thì đó là lý do tại sao sư phụ coi cái thế gian này rất là nhẹ nhàng. Mà khi con nghĩ được, hiểu được vậy rồi thì tiền đâu lại gì? Sư phụ mà như mấy ông mà thân trước thân sau mà đẳng nhiên mà mấu lộ bữa giờ có nhiều tiền á, qua bên Mỹ biêu cái Thiên Long Sơn là lên làm thành phố để mà lấy công chuộc tội, để mà được lưu danh thiên cổ, còn hơn là bưng bưng mà để cho con cho cháu mai mốt à bị mấy ngày iOS của Mỹ nó địch hết á, lấy sạch á tiền của mình chuyển lậu qua Mỹ để cho mấy thằng Mỹ nó địch, để mà nó lấy thành tiền của nó. Sư phụ đâu có thích. Có nhiều người muốn làm chuyện đó lắm, là vì họ có nghĩ xa, họ nghĩ trả thù á. Mấy người cuối cùng cái đồng tiền vô túi mấy thằng Mỹ, con có đồng ý không? Vô túi mấy thằng IRS lại, vì IRS là của cái đám mà bữa thù danh sách á, mười mấy dòng họ, đâu phải là nước Mỹ. Người thiên ma đó. Tiền của mình phải nên để là Việt Nam, để khi nào thù Việt Nam á, là di mặt nó đi theo quá không? Tại sư phụ là cái đầu tàu mà thì nó đi theo, rồi lúc đó cùng với thụ làm ăn giàu phát triển hơn nữa, sướng hơn. Vậy thì con nghĩ nếu mà những cái người mà cứ lặng hụp tạo tội xong rồi xin tội tạo tội xin tội, nhưng đến phút 89 á họ hạ quyết tâm họ quay đầu là bờ thì họ vẫn được cứu đúng không sư phụ? Đúng. Dạ. Nhưng kiểu con ấy họ đang cứu. Nó con nghĩa là cánh tay phải của sư phụ, coi về tài chính con môi ra hết, thằng nào mà tiền à, giờ từ nói trước từ từ con sẽ thấy mỗi đứa đều có sứ mệnh hết à, sứ mệnh nhỏ sứ mệnh bự, tại nó không có quay mặt con, đừng lo, quay hướng này con rồi. Nghe tiếng nói không ai biết con là ai đâu. Con từ ngày con biết sư phụ con cũng có bi chí dục. Bi chí dục mà dạ. Gán lên con, họ thiên chúng ta là nhờ bi chí dũng mới sống còn. Nếu còn mà bi không á, không có nổi. Thế gian này bi không á, thành như nhu nhược. Con thấy sư phụ làm sao, con cứ y chang vậy. Cầm chiếc xe bự như xe bus chạy ngoài đường ngày ngời á, không ai tin là người Việt Nam chạy. Mà sư phụ chạy 20 năm trước á, sư phụ sống như xe bus chẳng. Cầm chiếc tàu khổng lồ lái rồi thấy không? Mà có nhiều người không có hiểu, mấy người comment mình á, hey, anh tu, anh đã thời tài danh sắc thực thì sao anh có mấy đồ xịn? Tôi thời là thời từ năm 2017, ngày lập đạo. Tại lúc đó cha ngồi đó, mẹ ngồi đó, chứ hộ quản hồn chứ phải thời. Từ nay con không có dám xài tiền lớn, tài là không có ham tiền. Thì mình mới có Thiên Long Sơn, có Thiên Long Thổ, Thiên Long Giang, tài danh, con không có ham danh gì hết trơn á. Giờ con nó bị nhân viên chửi, bị anh em chửi, bà con chửi, bạn bè mấy trăm đứa học từ trung học tới đại học nó chửi con, thì con đâu có ham danh nữa. Tại nói sư phụ bị khủng hoảng tinh thần á, lo làm nhiều quá, chứ mà thiền á tẩu quả nhập ma, bạn đạo thì nó bị tẩu quả nhập ma, bạn học mình á thì nói mày lo làm quá sao mày khủng hoảng tinh thần, nó không có dám nói nặng phải không, tại nó có một chút xíu. Rồi tài danh sắc cũng có nữa, chứ đâu có ham gì đâu. Ví dụ như người ta đi chơi quán này quán kia rồi bồ bịch thiếu gì, cô đâu có thích sao? Thật thấy đó, nãy hả cơm nguội với nước tương thôi là xong, nãy giờ nói chuyện mấy tiếng nhờ mấy miếng cơm ăn gì cũng được, ngạt thù ăn bất cứ cái gì không bây giờ biết ngon nghe dở nghe ngộ vậy đó. Của loại là tam tịnh nhục, tam tịnh nhục kiểu nhẹ nhàng vậy, chứ không phải như như người ta ăn cái gì có máu hay là lòng heo cái này nọ cái ghê không ta, nghĩa là đi để mày giao duyên với đời á, với gia đình cho nó thuận hòa, chứ sư mẫu bả cũng yếu á, tài danh sắc thật cho dặn đó, mà thù ăn con nào con đó được siêu, cho nên giàu con tôm khô muốn ăn khô mực hay gì á mà nó chết mấy chục năm biết mà thù nhai nó rồi tao cũng khắn cho mày nghe hầu mày vậy đấy, là danh sắc thực thì là ham ngủ, tôi không có ham ngủ, 5 giờ sáng là thức dậy ngồi thiền, làm gì làm bề ngoài vậy đó, nhưng mà mấy cái căn bản
là phải có. Nhưng mấy đệ tử này mà bỏ đọc kinh thì 3 tuần đi, mấy con sẽ thay đổi người khác, mấy con sẽ giữ trở lên lại. Đây, mỗi ngày mình đọc kinh mà thiền là giống như mình kèm hãm 5 con quái thú trong trong người mình á, nó bung bung bứt xiềng á, mình sẽ xiềng nó lại, nó không được đòi này đòi kia. Nên là đi chí dục con có, mình thấy con có. Con muốn chia sẻ cái, tại vì con lần đây lần thứ hai về núi mà con chưa bao giờ con được ngồi tụng kinh, ngồi thiền ở trên điện mẫu, thì con so sánh ở Việt Nam với ở đây là hoàn toàn khác lạ. Người con cảm giác giống như có ai cứng người luôn, con cảm giác giống như người con cứng, mà con thích cái cảm được cảm giác đó. Thì xin sư phụ giải thích cái hiện tượng đó cho con. Trên điện mẫu thì mình thấy, ở đây mình cũng nhìn thấy đúng không? Rất là bình thường, nó chừng nhỏ xíu à. Sư phụ nói thiệt nha, nó thua ở chuồng gà của mấy đại gia ở bên Việt Nam. Còn nó thấy giống nó nhìn điện mẹ thấy buồn không? Yeah. Vừa cũ mà vừa ở trong nó gạch bể hết đúng không? Yeah. Nhưng mà với cái lòng thành của mình, sư phụ muốn xây lại dữ lắm mà thôi thì nó không cho xây đôi đặt hoài. Trong cái cõi vô hình á, nó quá là thành một cái hoàng cung lớn khổng lồ đó. Cho nên những vị Phật với những vị Bồ Tát lúc nào cũng ở trong điện mẹ đầy hết. Nói bên bữa ông kể thế nào nghe đó, ông là thiệt á, sư phụ cũng là thiệt. Ngày mà 13 tháng 6 lập đạo á, mấy chư Phật ngồi trong tòa sen á, con nghĩ cái tòa sen khổng lồ á, mà mấy chư Phật cũng vừa vô trong cái điện mẫu mà rất là đông mấy chư Phật. Cha thì ngồi cũng giống như một trong cái hoàng cung thán xuống, còn sư phụ là quỳ đó, ai cũng thấy, Phật cũng nhìn sư phụ, cha cũng nhìn sư phụ, mẹ cũng nhìn sư phụ. Sư phụ là người đọc mà, thời mà, đó thời nãy đó, đại danh sách được thầy. Trong cái cõi vô vi cũng giống như những cái vong linh hay những vị Bồ Tát, những vị thánh tiên xuống trần, họ có thể biến hóa nhỏ xíu vô một cái lá cây này để mà họ tu cả trăm năm cũng được. Cũng giống như một vị A-la-hán, ổng ở ổng trên trầu chỗ điện tre đó, sư phụ thường nói đó. Và mấy vị á, là ở đầu cái cây bự á, là mấy vị có phước. Nhiều khi vô mỗi cành cây hay một cái lá cây mấy vị cũng ở được, mấy vị biến ra. Thì cái điện mẫu rất là thinh thiên mộng nhiệm, mấy con làm gì làm, đừng có nói chuyện vu vơ mà đợi trong đó. Cứ vô đó đọc kinh rồi đi ra, nhỏ nhẹ đi ra, giữ sạch sẽ là quan trọng á. Điện mẫu rất là màu nhiệm. Mình mà nói chuyện đời á, mấy vị không có la mình, mấy vị không có ở đó. Mà khi mấy vị ở đó, nghĩa là sao? Có nghĩa là bao nhiêu cái xui xẻo, cái trượt trong người mình á, mấy vị hút ra giùm. Cái gì cũng dạng giống như máy hút bụi vậy đó. Người của mình dơ bụi cái gì hút. Cái gì cũng dạng giống như con mình ngồi mình lật chí trên tóc á, mình bắt chí dùm cho con vậy đó. Ý nghĩa là những cái nơi không có linh thiêng, không có gì nào hết, thì mình vô đó tự mình đọc kinh, tự mình nghe. Khi không linh thiêng có nghĩa là gì? Không có security, thì mấy con ma nó ngữ đó nhiều. Thì con ngồi con đọc, con ma nó cũng ngồi cái bên nó nghe. Ma thì là trượt nhiều, thì mình cảm thấy nó hơi khó chịu hơn là gần với chư vị. Tất cả những cái chùa mà nhiều vong linh mà trên bàn thờ nhiều quá, mấy con vô mấy con thấy khó chịu lắm. Nhiều người cứ nghĩ là đi vô chùa là thoải mái, không có. Mình vô về nhức đầu á, mình có phản ứng liền á. Con người của mình là ở cõi hoa thiên xuống, chúng ta có linh hồn, chúng ta có giác quan thứ sáu, chúng ta có một cái sự hiểu biết về gọi là tha tâm thông, cảm thông, nhạy cảm. Chúng ta không có thiên nhãn thông giống như những gì tu lâu năm, chúng ta không có thiên nhĩ thông, nhưng chúng ta có cảm ứng thông.
là tất cả đa số đều có cảm ứng. Cảm ứng thì mình thấy rõ, mà cái đó không có giải thích được. Mỹ nó cũng biết mà. Thì khi mà cảm ứng chúng ta biết cái nơi này là đúng, này là sai. Giờ mấy đứa họ thiên cả ngàn đứa xung quanh nó phụ, nó không có cảm ứng, nó chạy theo vòng vòng bộ làm gì. Sư phụ có 7 dòng hồ quang là thiệt đó. Quá thiệt luôn á, real luôn, so real, so thiệt. Máy chụp hình cũng chụp được, những gì lỗi lạc cũng nhìn thấy được. Người thường không có 7 dòng hồ quang, có sư phụ có. Tất cả những gì thầy mà tu giỏi của thế gian này, 3 dòng là dữ lắm đó. Thầy sư phụ đâu phải là người cõi này đâu. Sư phụ xuống, sư phụ cũng mang thần thông xuống. Ở cõi vô hình sư phụ có thần thông rất là cao siêu. Chỉ xuống đây bị cái bầu khí quyển và bị cái sát phàm thân tứ đại đất nước gió lửa nó cản trở mọi thứ. Vậy sư phụ phải đóng vai một người giống như tất cả nhân loại thì nó mới lập thành một cuốn kinh của nhân loại. Sư phụ không có được dùng thần thông một cách phí hay là một cách vô không có ý nghĩa. Sư phụ chỉ dùng lý trí để mà khai trí. Sư phụ không có thể dùng thần thông để khai trí. Nếu sư phụ dùng thần thông khai trí cho tất cả nhân loại thì lúc đó nhân loại sẽ mong cầu thần thông. Nếu vậy thôi mà nói trên cõi trời mình có thần thông mình xuống đây làm gì. Cũng giống như sư phụ lập ra một cái trường thi, cho một cái bài để học để thi, mà cứ cho cái đáp số ABC, A là trúng à. Vì nhưng không, mình phải dùng ý chí để mình đạt được những cái mà khổ của thế gian. Mình phải dùng cái nhẫn nhục để mình vượt qua những cái bi ai của cõi đời đối xử với mình tệ bạc. Mình phải dùng cái sự ngộ của mình để mà mình biết được là cái cõi này là vô thường giả tạm. Mình không có thể dùng thần thông. Cô dùng thần thông, sư phụ biết được đứa nào thụ này nọ trưởng cái người ta cũng tiêu quá con, không bao giờ làm. Cái tử này có bị chi dũng. Con xin chia sẻ thêm, thì con ở cũng thường lên mạng đó sư phụ, thì con thấy là có nhiều người là người ta cũng nói chánh pháp, nói chánh pháp, nói luật nhân quả, nhưng mà bên cạnh đó thì họ đã phá đạo thiên tâm chúng ta. Thì con muốn là qua cái video clip này thì con không nói gì nhiều, con chỉ muốn những người nào đã phá thì hãy nghe cái câu nói của sư phụ là đừng nghe những gì Kiệt nói mà hãy nhìn kỹ những gì Kiệt làm. Hey. Thì những cái câu nói đó thì Đức Phật đã dạy rồi, khi ai ném đá mình, khi ai chửi với mình im lặng, mình nhẫn nhịn thì cái đó thì quay ngược về họ. Thành ra con không cần giải thích và con chỉ chờ đợi một ngày nào đó đạo thiên tâm sẽ chứng minh những tất cả những lời sư phụ Kiệt đã nói là đã lưu cả ngàn năm và đã phát tán trên cả thế giới luôn. Con tin điều đó. A Di Đà Phật. Thì những người không có biết vụ từ cái clip hồi nãy số 2 á thì cũng không sao. Tại vì coi một người mà mình cái ngã mình cao quá, mình vô đó mình coi không có nổi. Nhưng một người mà có một chút xíu trí khôn á, đa số là mấy ông bự với mấy ông đảng viên, nó không có phải có trí khôn thông minh, nó không có làm chức cao thì không thấy câu này. Coi cho kỹ những ngày đầu sư phụ nói cái gì. Sư phụ nói chúng cộng chia năm sẽ bảy từ ngày đầu. Sư phụ nói biển đông sẽ dậy sóng, thằng ổn á, dân của nó sẽ lên dịch tàu nó xuống á, sắp sửa. Sư phụ nói á là thể chế vô thần nó sẽ đi xuống lòng đáy biển như thời thế này. Sư phụ nói Covid Việt Nam đúng ra là chết hàng thứ nhì, nhưng mà nhờ sư phụ khám cho nên chết rất là ít. Thù nói là tiền bằng tiền giấy con cũng thấy. Muôn trùng thứ sư phụ nói, chỉ cần một thứ họ đón thôi. Người đời không ai nói được. Bảo đảm tất cả những nhà lỗi lạc ở trong White House, Pentagon,
hay những nhà truyền thông ở media của Mỹ, những chính trị gia đó, mày nói đi, tụi nó cũng giống như là con kiến mà bò tới đâu là nó biết tới đó thôi. Thù nói trước hết, có ai bây giờ nói thế giới này nó sẽ đi đồng bộ và nó sẽ ngã một lượt không? Cái câu đó không ai dám nói. Mà nói chặt hôm nay còn cái mọi này nổi không? Mấy cái thằng truyền thông Việt Nam có thằng nào dám nói kiểu đó? Hồi xưa ở nước nào đánh nước đó không có. Ở trên nói là đi một lượt. Hôm nay thấy rõ ràng đi một lượt không? Vừa bắt đầu á, là cái brick là hai bên á, phe trục chứ phe đồng minh rang, cái là bữa nay Trung Đông đệ lên liền. Thấy nó ăn khớp không? Ăn khớp á. Chứ còn lúc xưa nó còn đang ở màu xám, cũng giống như thủ nó quỷ, nó đâu phải là bên cộng sản không đâu. Nó nằm ở trong Quốc hội Mỹ, nó nằm trong tòa thượng thẩm của Mỹ, nó nằm trong gia đình của mình, nó là em của mình, anh của mình nữa, nó nằm đủ kiểu, nó là trong cái tâm của con người mà. Còn cái thế giới của mình phân chia bên cộng sản, bên quốc gia, bên dân chủ, bên cộng hòa. Cộng hòa cũng có quỷ, dân chủ cũng có thánh tiên trong đó, cộng sản cũng có thần tiên ở trong, quốc gia cũng có quỷ ở trong. Mấy vị nói con đừng có tưởng mấy HO là người tốt là có, con phải cẩn thận. Thì khi nó cầm cờ vàng mai thục đỏ, nó chửi đàm Vĩnh Hưng á, nhưng mà nó lãnh lương của Bắc Trọng á. Có nữa, để làm chi? Để cho mấy cái thằng bên Việt Nam ghét mấy thằng ở Mỹ. Đồ biết hết á. Mấy hồi đoạn đây toàn là có gì cộng nặng cộng. Nếu không á, nó đâu có nát như cái nồi cháo heo đâu. Miền Nam có Delhi cũng vậy, Melbourne của anh cũng vậy, Úc cũng vậy. Trời ơi, ở đâu cũng có nó. Nhưng mà cờ tàn rồi, còn tính đường đẩy xe để làm gì? Người tính không bằng trời tính. Hôm nay mấy ông nội đó có chí khôn, bắt đầu nghiên cứu sư phụ. Thằng Kiệt nó nói gì cũng thôi, mình là biết thiên cơ, mình theo cơ vận, theo cơ vận mình theo thời cơ, theo thời cơ mình lập cơ đồ, qua cơ đồ mình tạo cơ hội cho gia đình mình, cho cả bản thân mình không mất tài sản, đóng thế cho cá nhân thôi, nhẹ nhàng thôi, để nó làm quỹ an ninh xã hội cho cả mấy chục triệu dân đang đói. Việt Nam mình cần có qua phe như kiểu Mỹ không? Không phải người ta bán vé số đầy ngoài đường sao? Việt Nam mình cần có thẻ bảo hiểm miễn phí nghe. Chứ không phải chết nó không có ngõ. Thì lúc đó mấy anh cha bác sĩ, mấy y tế thật, không ai hối lộ nữa. Có thẻ bảo hiểm của chính phủ miễn phí thì làm gì mà mỗi lần đi nhà thương phải đổi một cọc tiền để hối lộ. Đâu cần bán đất nữa. Hai cái đó mình cần đầu tiên. Con có gì muốn nói nữa không? Dạ con biết sư phụ là có công ty về vi mạch, mà con thấy ở Việt Nam á, cái ngành đó thì các em sinh viên chưa có đầu tư nghiên cứu về nhiều, thì họ nói cái ngành đó khó lắm chị ơi. À, học mà em cứ đuối hoài à. Mà con thấy hiện nay ở khu công nghệ cao quận 9 á, có một cái công ty đó làm cho làm công cho Samsung. Thì một bạn như vậy á, mà làm từ 6-7 năm á, thì lương cũng khá là 2.500. Thì con có tiếp xúc với bạn đó, thì con có hỏi vậy em có thể dìu dắt cho mấy em nhỏ đi theo ngành được không? Thì bạn đó nói là cái ngành này á, thì họ dạy mông lung lắm, mà các bạn dễ nản lắm, bạn nào mà giống như là thông minh lắm á, mới theo được ngày này. Thành ra con nghĩ đến sư phụ, mà mai mốt sư phụ về rồi không biết có người mà đào tạo làm sao mà thực tế, chứ mà dạy theo cái kiểu này ai cũng nản thì như thế nào, con đang thắc mắc sư phụ. Dạ. Cái gì mặt này nó rất là cao, các Việt Nam chưa đủ tiêu chuẩn. Nó cần có 6 triệu người hải ngoại, nó cần có số có lực lượng người ở đây mới làm được. Và đồng thời người Việt Nam mình ở bển á, mấy đứa nó hiếu học lắm, nó chỉ cần 3 tháng thêm 3 năm thôi, nước mình sẽ gần, chứ không giống nói như Nam Hàn hay Đài Loan nha, là tụi nó học được hết.
Tại vì đó là một tất cả trong cái cửa tử nó có một con đường để mà sinh tồn cho cái tuổi trẻ Việt Nam. Hôm nay cho Hội lên mạng nói chuyện 5 năm cũng là vì tuổi trẻ Việt Nam. Mà cũng tuổi trẻ Việt Nam là người không có hiểu biết hay chửi cho Hội bữa giờ. Mà Hội là người cứu tụi nó, vì tụi nó không có tương lai. Nếu mà nó mà hơn nhất trong cái đám cả triệu đứa ở bển á, thì được cái giấy đi lao động ở bên Nhật để mà hốt ba cái chất phế thải hóa học của Nhật là nó mừng rồi. Để nó Việt Nam chết xóm là nó mừng rồi. Còn những đứa con gái mà hơn nhất trong cái triệu đứa được cái passport đi Đài Loan để làm gái đẻ cho một ông già 80 tuổi là nó cũng mừng lắm rồi. Đó là tương lai của tuổi trẻ Việt Nam. Còn đứa mà con ông cháu cha mà giàu hơn á, mà cha làm bộ trưởng thứ trưởng mà mua đua Mỹ cả tỷ á, mà nó được cái passport của Mỹ mà qua đây á, mà nó mà mở được 3 tiệm nail á, nó là ông hoàng rồi. Còn nếu không á, nó cũng đi vũa nail như mọi người. Con tưởng ở Mỹ này học 4 năm lấy cái bằng kỹ sư dễ hả? Thành ra qua đó con thấy tầm nhìn á thì chưa có nhìn xa. Họ đào tạo những cái mà bây giờ sinh viên á, tốt nghiệp á, ra trường thất nghiệp một đống luôn á sư phụ. Cho nên quán cà phê nó mọc đầy. Cho nên đứa nào muốn giàu á, Việt Nam mở cà phê. Như làm bia mà kiểu ruby bia có chất hóa học ở Trung Cộng. Sư phụ cứu tụi nó. Không có tụi nó thì không có ngồi đây. Tôi không có lo gì cho bản thân sư phụ và tuổi trẻ Mỹ nó có chuyện của nó. Nhưng tuổi trẻ Việt Nam sau này nó sẽ kết nối tuổi trẻ Mỹ. Để thứ nhất có lợi cho sư phụ là tuổi trẻ Việt Nam có tương lai sáng ngời. Giống như một đứa người Nhật mà đi du lịch ai cũng tôn trọng. Còn người Việt Nam đi du lịch đi tới đâu ra phía trường ai cũng ghét. Vậy đồng thời tuổi trẻ Việt Nam ở đây nó lớn lên nó mất gốc, không biết nói tiếng Việt. Khi nước Việt Nam phát triển, mấy đứa mà đẻ ở Mỹ nó đi về Việt Nam thì nó biết hai thứ tiếng. Cho nên sư phụ có lợi cả hai. Dạ, con cũng được biết là có một số doanh nghiệp mà làm báo cáo thuế cho các cơ sở tư nhân ở đây. Họ thành lập một hẳn một cái công ty ở Việt Nam luôn để mà họ thuê những em mà mới ra trường rất là ham học hỏi, làm với cái mức lương rất là thấp. Thì con thấy là người Việt Nam của mình là chịu khó, vấn đề là đào tạo như thế nào thôi. Dạ, thì con cũng hy vọng cái lớp trẻ bên đó sư phụ. Mình đi sao để muộn, mình không cần học cái gì chứ. Thí dụ nước Việt Nam chỉ cần lấy những cái gì của bộ chính quyền của Nhật úp vô và của Mỹ, nó thích ứng nước mình. Những cái mà công thức có thể chế. Còn về dí mạch dễ ập, hồi xưa thằng Tàu nó cho du học sinh qua đây, Đài Loan cho qua đây, bây giờ Ấn Độ cho qua đây, thì mình cũng làm y như vậy. Vừa có tiền, vừa học nghề, vừa trở về bển. Cho nên cái vấn đề là cái người lãnh đạo họ có nghĩ ra được cái gì, hay là họ nghĩ ra tối ngày cái phe nhóm đấu nhau. Họ đâu có rảnh đâu mà nghĩ mấy cái chuyện mà đâu nghĩ đâu. Họ nghĩ lên giá tiền điện, lên giá xăng. Họ nghĩ đi nhắm cái cục đất nào ngon ngon á, là họ chọn thôi. Tùy theo người nào suy nghĩ như thế nào. Còn sư phụ thích bắt chước. Mình có bắt chước với Mỹ, mình bắt chước Nhật là hay. Thì hụ ngu quá, không cần phải bắt trước. Anh không có nghĩ ra sáng kiến bắt trước Mỹ, bắt trước Nhật, bắt trước Ấn Độ. Nó gửi dân nó qua đây du học, đi vô mấy công ty đầy nè, Google, Facebook bây giờ là chip cao là tụi nó không á, không biết không. Hồi xưa thằng Tạo cũng vậy. Người Tạo đánh động cái lòng gọi là dân tộc á. Mình em có 60 người. Tại sao mình không đánh động cái lòng dân tộc đoàn kết, mà lại mình đánh động cái lòng dân tộc chia rẽ? Để cho mấy HO ở đây, HO mà gọi là HO Kim Cương á, nằm dùng á, mà của Y Cộng á,
đứng ra biểu tình để chửi, để cho cái đám Việt Nam nó ghét người hải ngoại, để nó không có đoàn kết hải ngoại. Nếu mình đoàn kết hải ngoại thì bao nhiêu kỹ sư, bao nhiêu những nhân tài ở đây, thiếu gì người ta đâu cần tiền đâu, để về giúp nước rồi. Tại sao không làm đoàn kết đi, mà làm chia rẽ cộng đồng Việt Nam quốc nội quốc ngoại. Suy nghĩ đi. Thế là Phật, nãy giờ nói chuyện nhiều cũng mệt. Con còn gì nắng nữa không con? Dạ, có những chuyện con khó nói thôi, để con hẹn sư phụ dịch nghe. Đại gì đâu gì đâu khó nói, con nói cái mấy chục triệu người nghe. Giờ mấy 6-7 cái máy nữa lên đủ kênh chứ, là mấy chục triệu người đã biết. Mình là giờ không còn gì mà bí mật hết. Bật hết đi. Sư phụ có gì cũng bật mí hết rồi. Chuyện chung thì con nói ở đây được. Chuyện cá nhân của con thì con đâu định nói nữa. Thì cũng là chuyện định hướng thôi. Định hướng. Tại vì con chưa tại sư phụ hơi đánh giá con, chứ con biết con cũng bình thường. Nhưng mà con tin sư phụ biết khả năng của từng người, trong đó có con mong sư phụ là giao việc cho con đúng theo cái khả năng trình độ của con làm hết sức. Thứ nào á, thưa coi cốt rồi, là cái cốt là cái thực tế của cái đời sống mình á. Thứ nào có tiên đi tu thì dở đọc kinh, thứ nào ở trên trời mà lo giữ kho thiên đình thì xuống đây nó biết làm nhà băng. Đứa nào tiên bye bye là đà thì xuống đây cũng bye bye là đà đi kiếm trai. Mỗi đứa nó đi trang vậy đó. Cốt làm sao xuống trần đi trang vậy. Rồi cốt đứa nào con cọp thì giờ nó cũng dững dững như con cọp, chỉ mang hình người thôi mà, nhưng trong đâu có thay đổi được. Giống như sư phụ qua Mỹ không biết tiếng Việt, hôm nay ngồi nói chuyện vậy, cốt nói sao vậy à. Xưa mấy vị sư phụ than với mấy vị sao không cho con sư phụ chỉ là lo cái bao tử thôi. Bữa nay ăn cái này không biết ngày mai mình ăn cái gì á. Thì cứ lo nuôi người em với ăn rồi sống lang thang đầu đường xó chợ. Rảnh đâu mà lo mấy cái chuyện fancy học hỏi đâu không. Thì nó thế gian học quản hết. Ngày đã học nhiều rồi. Giờ chỉ là làm việc thôi. Giờ tự thằng dốt lớp 4 mà giờ như vậy nè. Sương biết ca thì cũng ca, lúc đầu ca dở như hạch, bây giờ cũng vẫn là hạch dở. Vậy mà nhiều người nghe sư phụ. Tại vì sư phụ có cái điển thanh, mấy vị kêu con cứ ca đi. Tại vì con không phải là thầy mặc áo vàng thì có quyền phải không, độ chúng thanh mà, trong 12 giới luật. Thì những vùng quê xa xa, miễn cần họ có thiện cảm thôi. Mình ca dở nhưng mà họ thấy mình có tâm hồn văn nghệ, họ cũng thiện cảm, thì từ đó mình độ được đã rồi. Miễn nó đừng có ghét mình thôi. Những cái kênh nó lên nó chửi lum sùm, nó con nghe con cũng chán nữa. Vậy mà cũng có người thích nghe chửi. Tại vì nó cũng tầng trường á, nó thích những cái lời sân si á. Còn kênh với hữu toàn là nói chuyện với người ta ăn lành ở hiền. Còn đâu phải mà con nói cái này từ sáng tới chiều được. Con chút phải thay đổi không khí để cho con nghỉ mệt, mấy đứa này lên nó ca rồi mình có chút này chút kia quá không. Cơm thì cũng phải có ít chút chai nước tương mới ăn được chứ. Đệ tử nó cũng góp công sức để độ chúng sanh đó. Con thấy có một bạn con gái giả giọng sư phụ hát ở đó trên kênh YouTube. Thì con coi xong rồi á, mà có bạn nó hát xong rồi có Đàm Vĩnh Hưng đứng kế bên nữa. Con nghĩ kệ, cứ hát cho nhiều vô đi, sư phụ tôi nổi tiếng có gì đâu. Mà họ có ý chọc quê không? Hay là ý thiện? Dạ, nói thì ý thiện sư, không, họ hát theo kiểu hơi nhựa nhựa của sư phụ vậy thôi, chứ họ không có... Sư phụ dân miền Tây mà. Dạ, thì con nói kệ, cứ hát đi, sư phụ tôi nổi tiếng, thì đâu có gì đâu, thì mình nghĩ theo cái hướng khác, thì... Có nhiều người xung quanh sư phụ là cũng là làm gì truyền thông này, TV này, TV nọ. Họ cũng hiểu
nói anh bây giờ là famous, nổi tiếng rồi, anh phải giữ cái đó. Dạ. Tôi đi độ đời chúng sanh mỗi ngày á, là cần tôi nghe tiếng của tôi để mà những cái người mà còn u mê họ thức tỉnh. Chứ tôi không phải là cái kênh mà để cần nổi tiếng là tôi ngưng. Có nhiều người cứ kêu thụ ngưng đi, giữ cái nổi tiếng này. Những đứa nào đã là họ thiên rồi, đã nghe cái bộ rồi, tôi cũng bảo đảm suốt cuộc đời các con cũng phải đi về trời thôi à. Còn những cái đứa mà mình chỉ được nhiêu, không có đầy 10, 20 triệu là cỡ nhiêu ta, mười mấy phần trăm của nước Việt, vậy còn 70-80% người kia họ cũng là con rồng cháu tiên đó. Cái phần đó chưa có biết gì hết. Cho nên cái đoạn đường của mình đi độ chúng ta nó còn dài lắm con. Cho nên gán ca tiếp. Mới mốt sư phụ phải tập ca cái giọng của người Bắc á, giọng gì chèo á, đó là mới độ được. Ca trù á sư phụ. À đúng rồi, bởi vì bữa giờ có đệ tử Thu Nguyễn đây nè. Đứa nào á, nói chung là dùng miền quan trọng lắm. Thu hôm nay độ được số dân miền Trung là nhờ Thiên Hằng Nga phải không? Nó tiếng Huế trời hả? Nghĩa là ngày xưa Phật Thích Ca cũng vậy, cũng những cái nơi, những cái vùng Phật Thích Ca không thể nào nói chuyện được, phải sai ngày một Trường Liên Xá Lợi Pháp đi không. Thì những đứa đệ tử gần đây cũng vậy thôi. Cho nên giờ ai mà người Bắc mà biết hát trù hả? Ca trù. Ca trù á, nhập cho Hội Thiên đi, lên đây ca mấy bản rồi mặc áo hay gì tứ thân á, áo tứ thân để đổ ngoài ngoài quan trọng á, độ chúng sanh đủ kiểu. Nhưng mà kiểu nào cũng vậy, sư phụ là thiệt, mãi mãi là thiệt. Còn những lời sư phụ nói là thật, mãi mãi là thật. Còn sư phụ có bị người đời nói cục kim cương này là cục đá, thì họ theo cái lối suy nghĩ họ không biết nhìn kim cương, thì họ cứ nhìn cục đá, thì họ cứ nói cục đá cũng là tốt. Họ nói xấu sư phụ cũng là tốt cho thiên tâm nha. Mấy con đừng có nghĩ họ nói xấu là không tốt. Tốt thì khỏi nói rồi. Còn khi họ mà chửi thiên tâm, họ nói xấu thiên tâm, thì có nghĩa là họ thua chúng ta. Vì cái tâm họ là tà, nhưng ít nhiều họ gieo duyên với thiên tâm chúng ta đời này, thì đời sau họ xuống địa ngục rồi họ quay lại. Nếu mà tội nhẹ nha, còn đời này sư phụ không có mong cứu họ. Thì cho nên đó là tại sao sư phụ thường nói hết mấy đệ tử chửi sư phụ, nói xấu sư phụ, nói chửi cha nói xấu cha, chửi thiên tâm nói xấu thiên tâm cũng là tốt đó. Tại vì họ sẽ được cứu, mà không phải cứu đời này, họ phải đi xuống địa ngục, họ trả cái quả đó rồi họ tái sanh lại, thì họ mới bắt đầu mới theo cha. Tại cái đạo này tới 3.000 năm mà, nó đâu phải chỉ có cái thời đại này không đâu. Thưa sư phụ ạ, hình như chuyện này ở Việt Nam mới qua sao, chứ còn cái tình hình á, mà ở Việt Nam mà cái vụ mà về giáo dục á, ở trên mà học như chị nói học về computer á, đó thì nó 2 tiếng 15 khó đó, là vì cái trình độ của giáo sư ở bên đó cũng thấp. Dạ, đúng. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, cái trình độ của bậc tiểu học, trung học, tức là cái chương trình học á, tiểu học, trung học và lên tới đại học quá thấp. Thì hy vọng là khi sư phụ về thì tôi nghĩ rằng cái tình hình này sẽ thay đổi. Bởi vì dù sao thứ xạ tự nhiên hơn, cái đó là được bản chất của sư phụ. Tôi nói cầu không có đúng, nhân trình là bất chính tự nhiên thành. Ông nhân trình không nói cái đó. Mình có bao giờ mình có viên đạn nào đâu, có cái súng gì đâu mà tự nhiên thành. Nhưng mà viên đạn của sư phụ là to nhất, cho nên là bảo đảm. Nói về cái đó, con mới nghe được một số tin tức là như thế này. Là ở bên Trung Cộng nó đã điều binh, bộ binh rồi. Người vệ tinh của Mỹ bây giờ nó tinh lắm.
ước chừng khoảng 300.000 quân nó đã dàn ra rồi, đó là bộ binh. Dàn ở biên giới Bắc Việt hả? Không phải, ở cái dọc theo cái vùng cái vùng biển mà ráp luôn với lại của bên Đài Loan đó. Đó là mới nói về bộ binh thôi nhá. Còn về không quân và hải quân, tụi nó là trong mấy ngày nay là nó cứ giả bộ nó tập trận mà nó bắn đạn thật, là mục tiêu của nó là để nó kèm tỏa kinh tế, tức là nó cô lập kinh tế của Đài Loan. Thì chính phủ Mỹ đã có chính thức thông báo cho bằng văn bản đàng hoàng nhá, là nếu mà Trung Cộng mà vẫn còn tiếp tục cái, những cái sự việc này thì Mỹ sẽ có hành động thực tế và rất nguy hiểm. Bây giờ 10 tuổi thọ xin cho ông Trump quay lại, lỡ như xui thôi nha, thứ ba không có ai làm chủ tịch hạ viện, ông vô ông làm thử 90 ngày, trong 90 ngày là ông bình định lại hết rồi, thì sao nó làm tổng thống luôn, ông làm tổng thống thiệt á. Mà thứ ba này nè, nó bầu lại chủ tịch quốc hội mới á, lỡ như ông làm cái là lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra. Ở cái thế giới này có nhiều chuyện, chúng ta là những con kiến, những con ếch, không, mà những con ếch đó là gì? Những con ếch là những nhà lãnh đạo của thế giới đang ngồi dưới giếng mà cứ nghĩ là mình là quyền lực và sức mạnh phi thường, sai. Cho nên tại sao Hồ nói hoài và bữa về cũng có nói, giữ vững lòng tin với Thượng Đế, họ thiên bữa nào đã mang họ thiên rồi phải giữ vững lòng tin với cha Thượng Đế. Người đạo hoàn hảo giữ vững lòng tin, Đức Thầy sẽ trở lại. Thì hai cái lòng tin đó của nước Việt thu chỉ khuyên vậy thôi. Chứ ngoài ra cha rất là kiểm soát nước Việt. Tuy là cha Thượng Đế coi tất cả vũ trụ, nhưng mà Ngài đặc biệt đang quan sát nước Việt rất là kỹ. Tại vì con của Ngài xuống thế gian, cái thằng con này mà làm sai á là mất mặt cha đó, còn biết không? Thù nói tiếng Việt, thù nói bữa giờ. Cho nên bề trên uy tín rất là cao. Cho nên thiên tính chuyện này không có để cha mình mất mặt, mà cha cũng không có để cho nước Việt Nam từ một cái nước gọi là trục á, hôm nay trở lại thành giống như nửa đồng minh rồi. Đúng rồi, Việt Nam đậu đen á, hôm nay thành cái đậu, nó có loại đậu nào xám không ta? Đậu đen với đậu trắng có đậu gì? Đậu nành hả? Đậu nành cũng hơi xám xám. Đậu nành xám hả? Hơi đậu gì? Không có. Ok, dùm cho đậu nành là xám đi. Từ đậu đen, đậu đen là không, bây giờ thành cái đậu nành. Việt Nam á là khúc giữa. Thì đấy chi là về sư hội giải thích, cha đã phong nước Việt lại, Đức Thầy đã trấn bảy cái gì, bảy ông hẻ hả, để mà hôm nay cho mấy ông rồng bắt đầu xuất hiện lên á, thì nước Việt không có bị đổ máng và cũng không có bị nhiều tổn thất. Thì cho nên cuối cùng bác Trọng mấy tháng trước là bắt tay với bác Biden á, thì là hôm nay thành cái đậu nành. Trung Cộng cũng sắp qua Việt Nam rồi. Sắp qua để dụ ghệ. Ghệ hôm nay nó thấy nó quải rồi. Thấy mà mặt thằng bồ vũ phu này với tham ác này nó sợ rồi. Nhưng mà Việt Nam cũng nên ra ngoại giao một chút. Tại nó biết tì vết trong thân thể mình hết, nó bầm dập đúng không? Cho nên là coi chừng nó chiều nó một chút, nhưng mà đừng chiều quá đáng. Chỉ là hứa bằng miệng thôi, đừng có hứa gì. Ai muốn lưu danh thiên cổ thì nên nghe lời kiệt một cái, đừng có ký gì. Hôm nay còn ký bị bạ lúc đó. Dân lúc đó cái mộ mà tối ngày nó đem tiếng gà thúi nó trội ngay đó hoài. Cái hồn ở ngay cái mộ mà có ngày bị dân trội với gà thúi, thì con ngửi thử cái hồn có bị thúi không? Nó ngửi được thúi đúng không? Ai thù nói. Còn nếu mà muốn dân đem hoa tới thì đợi lại,
Cho nên cái thế hệ sau không có ai mà làm gì hết những cái di tích của cái thế hệ này. Nó cũng là bài học đó mà. Thì muốn trứng gà hay muốn hoa thì bây giờ từ đây tới đó gán làm cho đàng hoàng. Ok, với là Phật chứ hỏi đi hẹn cái thằng kia đi sửa đồ một chút. Nó hoài nó tới chịu cũng vậy.